Hello, xin chào tất cả quý cô chú anh chị nhà đầu tư. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Ichimoku Việt Nam. Chắc hẳn bây giờ tâm lý của chúng ta đang trong một trạng thái rất là khó chịu khi mà cầm cổ phiếu, đúng không? Không tăng mấy mà lỡ mà có mua đúng những cái nhịp mà cổ phiếu điều chỉnh thì chúng ta đều gặp những cái áp lực giảm điểm, đúng không nào? Đó. Hôm nay thì thị trường cũng đang trong một cái giai đoạn mà quý chị có thể thấy là thanh khoản thấp và index giảm điểm. Chỉ có một số cổ phiếu của các cái nhóm ngành riêng lẻ được kéo ngày hôm nay, ví dụ là nhóm ngành chứng khoán và một số cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản. Vậy đấy là đa phần quý anh chị đều đang trong một cái trạng thái khá là tiêu cực quý anh chị, nhưng mà đối với em bull thì đấy lại là cơ hội để cho chúng ta có thể là gia tăng tỷ trọng cũng như là chuẩn bị cho cơn sóng sắp tới. Và cái cơ hội này thì em đã nhắc cho mọi người từ trước dịp lễ rồi nhá, và bắt đầu từ tuần này thì em đã thấy cơ hội mở giá và có quý vị và nhà đầu tư chúng ta bắt đầu tham gia từ vùng giá là 1245 quý anh chị. Đó thì liệu tuần sau có bùng nổ hay không và cái trạng thái của thị trường bây giờ là như thế nào thì mọi người có thể đọc trên cái điều tiêu đề của em ha. Và em sẽ đi phân tích kỹ hơn trong video ngày hôm nay, cũng như là nếu như quý anh chị mà có muốn nhận tư vấn riêng về các mã cổ phiếu hay là hỗ trợ thì mọi người có thể là nhắn trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0888 381802 và có thể là quét mã Zalo ngay trên ngón tay của em đây ha, để có thể tham gia vào Zoom Zalo cộng đồng của em Bull. Hiện tại thì em vẫn đang hỗ trợ cả nhà phím lệnh cũng như là tư vấn trực tiếp trên nhóm này, và sẽ có được những cái hỗ trợ cho cả nhà như mình nha. Ví dụ như đợt vừa rồi em có khuyến nghị là bắt đáy ở vùng 1245, cũng có gửi các mã cổ phiếu cho quý chị nhà đầu tư, và hiện nay tính đến chiều thứ 6 hàng về là chúng ta đang có những cái mức lợi nhuận từ 3 cho đến 5% hết rồi quý chị nhá. Đó, mọi người có thể là quét cái mã QR ở góc trên cùng để mở một cái tài khoản tại công ty chứng khoán SSI ủng hộ em Bull ha. Khi mọi người mở tài khoản thì mọi người sẽ có được những ưu đãi. Thứ nhất là hiện tại là đang được miễn lại margin 7 ngày. Cũng như là quý anh chị sẽ được sử dụng app chứng khoán ITB, một cái app quý nghị cổ phiếu của gió chứng câu lạc bộ làm ra để hỗ trợ các cái nhà đầu tư là khách hàng của câu lạc bộ mọi người nhá. Đó, thì hiện tại là app đang hoạt động hoàn toàn miễn phí. Quý anh chị chỉ cần có cái số app là 50 triệu. Có số app là 50 triệu thì sẽ được sử dụng ở VIP 2 nha, hoàn toàn là free luôn. Đó, thế nên là cả nhà tranh thủ thời gian này chúng ta đăng ký để có được những cái mã cổ phiếu bắt đáy nha mọi người nhá. Rồi, thì để không làm mất thời gian của mọi người nữa, em sẽ đi vào phân tích luôn chi tiết về thị trường ngày hôm nay nhá. Hôm nay thì VN Index của chúng ta kết phiên ở 1251.71 điểm. Giảm 4,64 điểm và tương ứng với đó là mức giảm 0.37%. Thanh khoản của thị trường cho ngày hôm nay đạt 11.173 tỷ đồng và có sự cải thiện so với phiên ngày hôm qua quý anh chị nhá. Có sự cải thiện so với phiên ngày hôm qua. Hôm qua chỉ đạt là 10.700 tỷ đồng thôi. Cải thiện về cả tổng giá trị lẫn tổng khối lượng, thì khối lượng ngày hôm nay giao dịch lên đến 482 triệu cổ phiếu. Hôm qua hình như em nhớ là 470. Hôm qua là còn có 308 rồi quý anh chị nhá. Về cái phân bổ cổ phiếu thì hôm nay số mã đỏ đang chiếm đến 210 mã và 163 mã tăng 90 mã tham chiếu. Tác động từ index hôm nay thì ở chiều tích cực chúng ta có Vietcombank, SAB, VRE, FPT, đất xanh, SSB, HD Bank, PLX không tác động đáng kể lắm. Nhưng ở chiều giảm điểm thì chúng ta có những cổ phiếu như GAT, Vinamilk, Masan, BID, Techcombank, HBG, CTG và Vinamilk. Đây là những cổ phiếu tác động rất là tiêu cực đến thị trường ha. Ở nước ngoài ngày hôm nay thì lại có một cái pha khá là khó hiểu quý anh chị. Khi mà trong phiên sáng họ bán ròng, em nhớ là đầu đó là bán ròng khoảng gần 100 tỷ quý anh chị. Xong đến phiên chiều trước ATC họ lại mua ròng vào, họ lại mua ròng vào lên đến 50 tỷ, quay ngược lại mua ròng 50 tỷ. Sau đó thì đến ATC thì lại bán ngược ròng 72 tỷ. Thì rõ là thế này, trong phiên ATC nước ngoài bán cổ phiếu Vinhome quý anh chị. Trong ATC nước ngoài bán cổ phiếu Vinhome dẫn đến là cái giá trị mua bán ngày hôm nay nó chuyển từ đang mua dòng quý anh chị chuyển thành bán dòng nhá. Trước ATC thì vẫn mua dòng bình thường, nhưng vào ATC cái là bán Vinhome thì coi như là chuyển sang bán dòng quý anh chị. Đó, còn hôm nay thì mua là mua FPT, STB, đất xanh, FTS, Tiên Phong Bank, Masan, SSI, Nam Long, Techcombank, TCH,
Ở chiều bán thì bán Vinhome rồi, bán Thế Giới Di Động cũng rất là mạnh, VCI, HPG, HSG, VVD, Masan, HDG, Dabaco. Về phía Tử Doanh thì hiện tại chưa có thông tin, thế nhưng mà hôm qua như mọi người thấy đấy là một phiên mua dòng của Tử Doanh nhá, Tử Doanh đã có 3 phiên mua dòng liên tục rồi. Đó. Thì lý do tại sao mà em muốn lại có một cái nhận định đó chính là VN Index tuần sau sẽ bùng nổ mọi người. Đó thì để phân tích kỹ hơn thì trước tiên là chúng ta phải nhìn về cái thị trường trong tuần này đã mọi người nhá. Ở trong tuần này thì như anh em ITB bao gồm cá nhân em có dự báo cho cả nhà, đó chính là thị trường của chúng ta đang trong một cái xu hướng sideways down nhá, sideways down. Quý chị đang trong một cái xu hướng sideways down này thì nó sẽ đi xuống ha, đặc biệt là trên cung H1 mọi người sẽ thấy rõ nhất. Đây là H1 điểm vĩ từ đoạn trước đây nhá. Thì mọi người có thể thấy rõ nhất cái việc là sideways down của index rồi ha. Đó thì với cái trạng thái sideways down như này mà hôm nay thị trường kết phiên ở ngưỡng là 1251. Ở đúng cái gap ngày hôm trước luôn ha. Đúng cái gap ngày đúng cái gap tăng của cái giá đoạn là ngày 20 tháng 8. Đó. Thì với cái trạng thái như thế này thì em thấy là vẫn ổn quý anh chị, vì là đón đến trên hỗ trợ, cả trên hỗ trợ tuần lẫn trên hỗ trợ ngày luôn ha. Thì ít nhất là trong 1-2 tuần tới thị trường sẽ có nhịp bùng nổ. Đó, đó là thứ nhất này. Hôm qua em còn dự báo này, sáng quay lại lấp gáp, chiều sẽ có động lực hồi phục. Thì đúng là chiều ngày hôm nay có động lực hồi phục quý chị, thì nó rút chân lên. Cùng với đó là nhóm cổ phiếu mid-cap đã tăng điểm ha. Đó thì với cái việc mà nhóm mid-cap quay lại tăng điểm quý chị, đây là một cái tín hiệu rất là tích cực nhá. Mọi người có thể xem ví dụ nhóm chứng khoán này. Đó, sánh hết đúng không? Nhóm bất động sản. Đất dành tăng đến 4%, đất đá tăng 3%. Thì đấy chính là cái việc mà chiều kéo đấy, chiều kéo nhá. Thì với cái trạng thái sideways đáo của index như thế này thì trong tuần sau tại sao lại kéo được, lại bùng nổ được? Thì thứ nhất em có hai cái nhận định như thế này. Thứ nhất là do chúng ta đang có một cái khách sạn trên khung daily hút giá về quanh vùng giá là 1267 quý anh chị. Thì cái kỳ vọng của em là gì, thị trường nó sẽ lên đến đâu đó là vùng là 1270, 1271, có nghĩa là còn vượt cả cái vùng 1267 này để lấp lại cái cây giảm điểm quý chị, phủ nhận lại cái cây giảm điểm ngày 10 tháng 9 nhá. Phủ nhận lại cái cây giảm điểm ngày 10 tháng 9 cũng như là tối thiểu là trong ngày thứ hai nó phải lấp được cái gap lấy lại mốc là 1256 quý chị, lấp lại cái gap giảm ngày hôm nay nhá, lấp cái gap đáo ngày hôm nay. Đó thì cái việc lấp gap đáo thì rất là đơn giản thôi, chỉ cần thị trường tăng vào ngày thứ hai là được nhá, tăng khoảng 5 điểm quý chị, 5 6 điểm. Còn cho đến ngày thứ ba thứ tư thì em kỳ vọng vào cái việc là thị trường chúng ta sẽ đi lên quanh cái vùng giá là 1271 quý chị. Đó, miễn là phải vượt qua cái vùng giá 1270 để phủ nhận cái cây giảm ngày mùng 10 tháng 6 quý anh chị. Đó. Thì đó là cái điều kiện thứ nhất này. Thứ hai nữa là cái gì mà khiến cho thị trường có thể tăng điểm thì đây. Em sẽ chia sẻ cho mọi người về một cái trạng thái khác nhé. Như mọi người thấy trên màn hình thì đấy là biểu đồ AMI Broker của VN Index. Qua ứng dụng AMI Broker quý anh chị thì chúng ta thấy là gì, tuần sau có khách sạn là điều em vừa báo rồi đúng không. Thứ hai nữa là gì, nếu như quý anh chị mà có phân tích về cái tâm lý rủi ro thì thứ nhất là ở khung ngắn hạn, là khung ngày, là nhà đầu tư đang trong trạng thái là trung tính, họ không muốn bán giá nữa quý anh chị. Đó, nhà đầu tư chỉ bán giá khi nào, bán giá mạnh khi thứ nhất là cổ phiếu về vùng rủi ro, về vùng hoảng sợ sợ hãi thì người ta mới bán quý chị. Nếu mà quý chị mà không sợ thì làm gì mà bán đúng không, hoặc là nó phải ở cái vùng tham lam là giá cổ phiếu ở trên cao quý chị. Đó thì nó có hai vùng như thế, thì hiện tại đang ở vùng trung tính, thì đây là cái vùng mà nhà đầu tư gọi là hơi lo lắng một chút thôi. Quý chị thấy cái đồ stress nó lên đến 1.6 này, nó vẫn chưa lên đến 5, thế nhưng mà nó đang dừng lại ở mức hơi lo lắng vì là cái tâm lý đang ở mức trung tính. Nhưng nếu cả nhà nhìn sang khung đô thị tuần, nhìn sang khung đô thị tuần thì chúng ta thấy là gì, thứ nhất là cái mức độ stress của nhà đầu tư cao hơn rồi quý chị, mức độ stress của nhà đầu tư đã cao hơn rồi nhá. Mức độ stress đã cao hơn rồi và em thấy được là gì, với cái mức độ stress này thì nhà đầu tư lại đang ở một cái tâm lý rủi ro nữa này, tâm lý là đáng sợ hãi quý chị, đáng sợ hãi nhá. Mà quý chị thấy là mỗi lần về tâm lý sợ hãi đây là nó bật lên chưa này, bật lên chưa. À, bật lên chưa quý chị nhá, mỗi lần thị trường khủng tuần về tâm lý sợ hãi này là nó sẽ bật lên.
còn bật lên đến bao nhiêu thì nó còn tùy thuộc vào cái sức mạnh của trạng thái đồ thị nhá. À, nhịp này trước mắt em view cho mọi người là nó bật lên vùng quanh 1271. À, thì với cái trạng thái này thì em nghĩ kỳ vọng là tuần sau ha, thị trường của chúng ta sẽ tăng lên và chính cái vùng giá là 1245 nó sẽ là một cái vùng giá hỗ trợ cho chúng ta rất cứng trên cả khung tuần lẫn cả khung ngắn hạn quý anh chị nhá. À, thì tham khảo cho em cái những cái chỉ số này. À, mặc dù là thị trường đang rất xấu, có thể là quý anh chị thấy là rất nhiều nhà đầu tư khuyến nghị là A1245 nó là hỗ trợ. Thế nhưng mà quý anh chị nên nhớ là em Bull đã khuyến nghị cái hỗ trợ 1245 này cho mọi người từ lúc nó còn đang ở trên 1208X, 1209X cơ. Đó, 1280 em đã báo là thị trường sẽ quay lại về lấp gáp 1256 và xuống hỗ trợ 1245. Đó, còn bây giờ em xuống em đã thực hiện đúng chiến lược và em cho mọi người tham gia. Là các cổ phiếu của chúng ta đều có lãi hết cả rồi quý anh chị. Đó, thì những cổ phiếu mà em cho mọi người tham gia là cổ phiếu nào? Thứ nhất là chúng ta có cổ phiếu đất xanh. Yeah. Đất xanh thì nhóm của chúng ta đã tham gia vào ngày hôm thứ tư với giá là 14.6, 14.5 nhá. Yeah. Tùy quý anh chị mua, có lệnh em cho mua là từ 14.5 cho đến 14.65. Và hiện nay cổ phiếu đang dừng chân ở mốc là 15.3 quý anh chị, tăng được 4%. À, coi như cái mức hôm nay hàng về của chúng ta đã có lợi nhuận là 4% rồi. Và mọi người xem này, cái tâm lý của đất xanh quý chị, cái tâm lý của đất xanh bây giờ mới đang từ dưới đi lên nha. Và vẫn còn khả năng đất xanh sẽ còn đi xuống thêm một nhịp nữa, nhưng nhịp này nó sẽ không đi sâu. À, cùng lắm nó về nó test đáy hoặc là test gần đáy thôi, sau đó nó sẽ lại đi lên quý anh chị nha. Sau đó nó sẽ lại đi lên. Thì đây là cái kịch bản em đang kỳ vọng với đất xanh. À, khi mà có thể là cái tâm lý tiêu cực này nó tết hẳn về chỗ sợ hãi luôn quý anh chị nhá. Tết hẳn về chỗ sợ hãi luôn và cái nhà đầu tư cảm thấy rất là stress. Hôm nay rất nhiều quý anh chị hỏi về việc bán đất xanh. Thế nhưng cả nhà mà có vào livestream của em Bull thì mọi người biết đúng không? Em khuyến nghị cả nhà cầm, không báo mọi người bán bất kỳ một cổ phiếu nào. Thậm chí trong nhóm em cũng nhắn là không nên bán vào ngày hôm nay. Đó, vì thị trường có thể hồi phục tăng bất cứ lúc nào mà quý anh chị nhá. À, mọi người xem khung tuần em vừa xấu rồi đấy, cái tâm lý sợ hãi đặc biệt là các cái nhà đầu tư đang cầm cổ phiếu trong khoảng 6 tháng vừa rồi, có nghĩa là từ tháng 3 cho đến tháng 9 bây giờ, nhà đầu tư đó họ đang cảm thấy rất là hoang mang với thị trường. À, thì đây chính là cái cơ hội để chúng ta tham gia mọi người nhé. Tiếp theo là cổ phiếu thứ hai MBS. Đó, ngày hôm 10 tháng 9 thì em có khuyến nghị 3 cổ phiếu đất xanh, MBS và Phát Đạt quý vị. Thì MBS là cổ phiếu mà em đánh giá cũng rất là tốt khi mà chúng ta mua được ở vùng giá 26 quý chị nhá. Chúng ta mua được ở vùng giá 26 cho đến 26.2. Đây là vùng giá em Bùn đánh giá là cực kỳ tốt. Và em hôm nay em vẫn có khuyến nghị mọi người là gì? Giữ hàng tiếp. Nó sẽ đi sideways quý anh chị nhá. MBS thì em có nhắn mọi người là nó sẽ đi sideways ha. Sideways trong cái biên là khoảng 28 quý anh chị. Nhá, đi sideways trong cái biên 28 cho đến 26. Yeah, thì trước mắt là cổ phiếu nó sẽ đi sideways như vậy thì quý anh chị sẽ canh những cái điểm nó về bên dưới chúng ta tham gia. Còn lên bên trên quý anh chị không được bán nhá. À, lên bên trên thì không được mua thêm nhá quý anh chị. À, mọi người thấy này, mặc dù là MBS tăng rất tốt đúng không? Mặc dù là MBS tăng rất tốt. Đó, em cho mọi người tham gia và đã có lại. Đó, đầu đó là khoảng 3-4% gì đấy. Nhưng còn những quý anh chị mà kẹp hàng ở đấy thì sao? Mọi người thấy này, đang rất là hoảng loạn luôn khi mà chỉ số nó còn tụt dưới cả ngưỡng 25. Quý anh chị, cái chỉ số sợ hãi nó còn tụt dưới cả 25. Thì bây giờ nếu như MBS có tăng đi chăng nữa thì không có ai đu vào. Đó. Thì chính vì việc không có ai đu vào thì nó lại là tạo cơ hội cho những cái người đầu tư mới như em Bùn. Nó sẽ tạo cơ hội cho em để em có thể là mua được cổ phiếu này ở cái vùng giá hấp dẫn, chuẩn bị cho những nhịp chảy sóng mới của nó. Ha. Đó, thứ hai nữa là gì? Cái chỉ số tâm lý của cổ phiếu này nó cũng đã đạt tới cái mức là stress rồi. Nhà đầu tư cầm vừa sợ hãi và vừa stress thì không sớm thì muộn họ cũng phải bán giá quý anh chị. Và khi họ bán giá thì là lúc gì? Lúc cổ phiếu tăng. Ha. Đó, thì mọi người lưu ý đấy là ba mã cổ phiếu mà em có khuyến nghị. Mã cuối cùng là Phát Đạt. Quý anh chị nhá. Mã cuối cùng là Phát Đạt. Thì Phát Đạt hôm nay cũng tăng được khoảng 2% quý anh chị. Tăng được khoảng gần 2% ha. Ngoài giá nữa thì cá nhân em thì có khuyến nghị mọi người mua ở vùng giá là 20.6 rồi.
nhá, khuyến nghị mùa 20.6 từ ngày mùng 10 tháng 9 rồi. Đó, thì bây giờ lên đến vùng này thì nó là cản. Thì trước mắt là nó cần phải test lại cái cản này đấy quý anh chị nhá. Nó không thể vượt ngay được nhưng nó cần test cái cản này. Và bây giờ như em Bùn đánh giá thì cái nhóm mà vượt cản tốt nhất để có thể vào một cái nhịp tăng giá tốt thì đó chính là nhóm chứng khoán mọi người nhá. Mọi người phải đặc biệt chú ý cho em cái nhóm này đây. Và đạp thì chỉ số tâm lý vẫn đang ở cái mức trung tính thôi. Trong khi đó là đồ stress nó đang lên rất cao rồi. Đó thì em thấy là cái việc này thì nó sẽ khiến cho cổ phiếu còn có thể giảm thêm nữa. Thế nên là quý chị cứ canh thêm nhá. Chưa phải mua đuổi với phát đạt đâu. Đó. Ngoài ra thì trong cái list danh mục của em thì nó sẽ còn một số mã cổ phiếu nữa. Nhưng mà hôm nay thì em sẽ điển hình cho mọi người những cái mã mà em đã khuyến nghị mua thôi. Một mã nữa mà em khuyến nghị mua là KDH quý chị. KDH thì khuyến nghị vào chiều ngày hôm thứ tư với cái giá là 36.75 quý anh chị nhá. Đó, em thấy là đầu phiên chiều là KDH đang tích lũy rất đẹp thì có nhắn lên cho quý anh chị trong nhóm là mọi người có thể là cân nhắc tham gia KDH ở vùng giá là 36.75 cho đến 38-37 quý anh chị, cho đến 37 nhá, thì hoàn toàn có thể khớp thoải mái luôn quý anh chị. Đó, thì bây giờ là cũng đang có một cái mức lợi nhuận nó khá là mỏng thôi, chưa dày. Thế nhưng mà cổ phiếu này em kỳ vọng là nó sẽ còn đánh vượt đỉnh nhá. Vì quý anh chị thấy mặc dù là nó đi ngang quý anh chị nhá. Còn KDH này đi ngang 3 tuần nhưng cái chỉ số tâm lý của nó lại đang ở cái mức là sợ hãi. Sợ hãi trong khi nhà đầu tư không switch. Thì có nghĩa là gì? Họ không muốn bán ra quý anh chị nhá. Họ không switch, họ không bán ra. Họ sẽ không bán ra. Thì bây giờ nếu không bán ra thì gọi là gì? Là kiệt cùng quý anh chị nhá. Là kiệt cùng. Thì với cái trạng thái kiệt cùng như thế này thì em nghĩ là không sớm thì muộn. Những cái cổ phiếu như KDH này, như Nam Long này. Nam Long cũng giống KDH thôi. Nam Long hôm trước có khuyến nghị mọi người mua giá 40.5 nhá. Mua giá 40.5 thì bây giờ cổ phiếu đã lên đến 41.75 rồi quý chị nhá. Đó, thì mọi người mà cứ theo dõi livestream của em Bún đi, thật sự luôn là mọi người không cần phải nhìn bảng. Nhiều khi quý chị chỉ cần nghe điểm em khuyến nghị thôi, mọi người bấm lệnh là mọi người tham gia được. Vì em sẽ khuyến nghị những cái lệnh mà nó cực kỳ là an toàn và nó phải có cái khả năng lợi nhuận trên rủi ro nó cao, lợi nhuận nó cao hơn rủi ro nhiều quý chị, thì em mới khuyến nghị cho cả nhà tham gia ha. Đó, thì đó là về cổ phiếu Nam Long. Đó, rồi ngoài ra thì trong cái nhóm em khuyến nghị còn Đảm Phú Mỹ nữa. Đó, Đảm Phú Mỹ thì cũng đã về điểm mua và chúng ta hiện tại là đang nắm giữ quý chị, đang nắm giữ nhá. Vùng mua của em khuyến nghị là 36.6 cho đến 36.7, 34.6 cho đến 34.7 mọi người nhá. 34.6 cho đến 34.7 hiện tại là đang có lợi nhuận khoảng gần 1.000 đồng một cổ phiếu. Trạng thái của Đảm Phú Mỹ thì là gì? Thứ nhất là chúng ta đang có là cái chỉ số tâm lý này, đồ stress này đang đi xuống. Ngoài ra thì cái chỉ số về đồ hoảng loạn sợ hãi thì nó đang ở mức trung tính. Thì đấy là cổ phiếu ổn. Em đánh giá là nếu quý chỉ mà muốn đầu tư trung và dài hạn thì đấy là cổ phiếu không nên bỏ qua mọi người nhá. Đó. Cổ phiếu thì hiện tại ở trên các khung dài thì cũng đang tích lũy rất tốt. À, khi mà có các cái hỗ trợ rào gằn cũng như là có các cái cản ở phía trên quý anh chị. À, thế nhưng mà ở trên khung đô thị tháng thì chúng ta thấy rõ được cái sự khỏe của cổ phiếu khi mà nó chỉ nhúng về đến cái vùng khách sạn, nhúng về đến cái kỳ rào gằn tháng thì quý anh chị sau đó đã bật lên ha. Thì đó là về ba cái cổ phiếu mà em có khuyến nghị, bốn cái cổ phiếu mà em có khuyến nghị cho nhà đầu tư trong tuần vừa rồi mọi người nhá. Thì trong tuần tới cái việc mà thị trường tiếp tục chảy em nghĩ là nó sẽ bắt đầu từ thứ hai luôn. Đó, rất dễ là có thể thứ hai nó sẽ có một cái nhịp tăng lấp gáp, lấp lại cái gáp ngày hôm nay. Đấy là điều em mong muốn, và cũng như thị trường sẽ còn có những nhịp đi lên nữa trong thứ ba và thứ tư khi mà cái khách sạn quý anh chị, khi mà cái khách sạn của VN Index của chúng ta mở giá vào thứ hai và thứ ba nó rất lớn. Nhưng mọi người thấy này, thứ hai và thứ ba khách sạn mở giá rất rõ nét luôn. Thì cái việc mà thị trường nó hồi về nó là điều hoàn toàn là dễ hiểu mọi người nhá. Đó, và tâm lý bây giờ nhà đầu tư cũng không stress nữa, cũng không tham lam, không sợ hãi nữa, thì họ sẵn sàng họ giải ngân. Họ sẵn sàng giải ngân. Đặc biệt hôm nay nhóm chứng khoán thì như mọi người thấy rồi đấy. Nhóm chứng khoán hôm nay thu hút cái vốn khá là ổn nhá. Đó, mọi người có thể thấy các cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán là hôm nay dòng tiền vào rất ổn luôn đấy. Đó, MBS này, BVS này, dòng tiền vào cũng rất là ổn nhá. Thì với những cổ phiếu chứng khoán như thế này thì đã khuyến nghị quý anh chị quá nhiều lần rồi. Nhưng còn những FTS này, MBS, BVS, CTS
Đây là những con mà em đều đã khuyến nghị và khuyến nghị của anh chị ôm ngay từ hôm thứ tư rồi, chứ không cần phải đợi sáng thứ năm nữa. Vì giá thứ tư thứ năm nó không lệch nhau nhiều, chỉ 1% thôi. Đó. Thì nếu như quý anh chị nào mà có mua được thì có thể xin chúc mừng mọi người nhá. Nhóm chứng khoán là một nhóm mà em đánh giá là rất dễ chảy. À, như em có phân tích ấy, thì trong nhịp đầu quý anh chị, thường trong những nhịp đầu thì nhóm chứng khoán sẽ là cái nhóm đi đầu quý anh chị nhá. Sẽ phải là nhóm đi đầu. Sau đó thì sẽ đến các cái nhóm anh dẫn dắt quý anh chị. Sau đó đến các nhóm anh dẫn dắt. Thì nếu nhóm anh dẫn dắt là nhóm anh nào thì nó được chọn rồi thì có thể là chứng khoán nó sẽ bị tụt cái thanh khoản đi. Ha? Nó sẽ bị tụt đi quý anh chị. À, và nó không còn tăng mạnh như trước nữa. Thế nhưng nếu như nhóm chứng khoán này mà vào sóng nhá, thì nó tăng cho quý anh chị không thể mua được luôn. Vậy nên là em mới khuyến nghị mọi người là chúng ta mua trước còn BVS này. Ở quanh cái vùng giá hiện tại quý anh chị vẫn mua được nhá. Đó, hoặc là mua trước còn MBS ở giá 26, một vùng giá quá đẹp luôn. Hai hỗ trợ giáo gầm cũng như là có hỗ trợ kỳ run và các cái hỗ trợ khác vẫn đều đang ủng hộ cổ phiếu mọi người ha. Đó, thì đó là về cái nội dung chính trong ngày hôm nay ha. Ở cái trạng thái kiệt cùng thì mọi người thấy rõ rồi đúng không? À, không biết là nãy giờ mọi người có thấy màn hình không, nhưng mà cái trạng thái kiệt cùng thì mọi người cũng thấy rõ rồi. Thì kỳ vọng cho thứ hai chúng ta sẽ là một cái phiên có bật tăng tốt. Ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ cùng chờ cho cái thông tin vào cuối tuần này liệu là sẽ có bất kỳ biến động gì không. Vì mọi người nên nhớ này, tuần sau ngày 18 và ngày 19 sẽ là ngày mà Fed họp quý chị, Fed họp và đưa ra thông báo là liệu là có tăng lãi suất hay không. Vậy nên là mọi người chú ý nhá, tuần sau thì ngày 19 nó cũng là ngày đáo hạn phái sinh, thế nên là cái việc mà thị trường bùng nổ em kỳ vọng rất nhiều. À, cả nhà thì bây giờ em vẫn đang ưu tiên là giữ khoảng 60% hàng và 40% tiền, mọi người cứ tuân thủ thôi. Nếu như nó có giảm thì nó sẽ là cơ hội để chúng ta tham gia nhá. Bây giờ giảm là cơ hội, còn nếu như để khoảng 2 tuần nữa mà giảm thì nó sẽ là rủi ro đấy quý anh chị. À, mọi người lưu ý cho em cái điều đó nhá. Còn video ngày hôm nay chắc em sẽ kết thúc tại đây. À, mọi người mà có cần tư vấn mã cổ phiếu nào hay là cần hỗ trợ gì cứ nhắn cho em. Em sẽ cho mọi người những cái góc nhìn cũng như là những cái điểm mua điểm bán nó tốt nhất. À, quyết ngay và dùng Zalo để bắt siêu cổ cùng nhau nha mọi người. Quyết ngay dùng Zalo ngay trên ngón tay của em đây này. Đó. Đó, để tham gia cái Zoom của em và cùng em bắt các cái siêu cổ trong tuần sau. Cũng như là sẽ xem cái cách tư vấn và cách đầu tư khuyến nghị của em có hợp với mọi người không nhá. Khi đó mọi người thấy hợp, mọi người về với đồ của em lúc đó cũng chưa muộn nhá. Ở trước mắt cứ quyết là dùng Zalo đi. Không chỉ có em mà còn có các anh em ITB khác như anh Tung hoặc là anh Huy sẽ hỗ trợ cho cả nhà. Rất cảm ơn tất cả mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Chúc mọi người sẽ có một cuối tuần thật là vui vẻ và ấm áp với gia đình, để chúng ta cũng chuẩn bị một cái tuần đầu tư thật là hiệu quả nha mọi người. Bye bye.